đi ạ. Ai nằm võng nghịch thế hả Lý? Ai nằm võng nghịch đây hả? Thấy không? Em buồn cười quá nhỉ. Hai cái chân, đi ngồi xem tivi nhé, bà nghỉ tí ha. Làm bánh mì cho Ly ăn nhé. Thấy không? Nè. Bánh mì nè. Bánh kem nè. Thấy không? Rồi, bạn tiếp mình đi làm bánh nhé. Ha, đi nhé. Đi, đi, đi con. Nè, đi thôi, đi, đi, đi.
Đây nè. Hôm nay bây giờ mình làm món bánh với Ly nhá, bánh mì nhá. Ha. À, Ly chuẩn bị gì rồi nào? Chuẩn bị cây lăn hả? Hả? À, mặc đồ đẹp rồi đúng không? Bây giờ mình làm nhá. Đây, giờ đổ hồ ra đây nhá. Chưa như Ly nhé. Bây giờ mình phải đổ bột, phải trộn bột đã rồi mới lăn cái cây này sau nhá. Ui. Thấy không? Thấy không? Thế này ra nha. Ui da. Nhiều bột quá. Nhiều bột quá. Đổ đây nha. Làm nhiều tí nha. Rồi. Ui. Nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá. Chưa được đâu Ly. Cái này này, bà làm khô này cho tôi Ly nha. À, Ly trộn hả? Đây, cái này ở đây nha. Nè, con trộn đi. À, đúng rồi. Nè, để qua trộn nước không? Không, con bỏ đây, con bỏ đây. Đúng rồi. Nè, trộn nước đây. Đúng rồi. Rồi con trộn đi, trộn nước lên. À đúng rồi, đúng rồi, đây chị chờ nha. Đó, thấy chưa? Xúc đi ba cho thêm nước vào nhé, xúc đi con, xúc đi. đây. Xúc. Đúng rồi. Đấy. Đây, con cầm tay đây. À, đúng rồi nha. Thế bạn à, thử nha. Bây giờ mình làm thử nha. Đánh bột cho nó kỹ nha. Thấy không? Đấy, cầm chặt cái tay vào nhé ha. À, đổ vào đây nha. Rồi. Thấy không? Và dặn bột này, thấy không? Nhà bột đi Ly nhá. Thấy không? Nè, nhà bột này. Thấy không? Cái này bôi khỏi dính đi Ly nhá. Ừ. Nè, khỏi dính này, thấy không? Ừ. Dính hết vào thớt liền. Được không? Này. Được không? Ừ. Cầm. À, lăn hả? Ừ. Mình lăn nhá. Này, vào đây. Chỉ cái Ly lăn nhá. Đó, lăn. Đó, thấy chưa? Lăn. Đó. Lan. Tay cầm được không? Đúng rồi. Đúng rồi. Giỏi lắm, đúng rồi. Đấy, thấy lan bột chưa? Quay lại cái đây đi. Nè, cầm tay đây. Đó. Làm hình tròn nhé. Nè, hình tròn này nhé. Nè. Cái này được không? Ừ. À.
dí xuống là thành hình tròn. Xoay, xoay. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy không? Nè. Đó. Hình tròn rồi. Nè. Đó. Sao? Ngồi đây. Đây. Giống cái tạp dề không? Nào, đỡ nha. Được không? Thấy không? Đúng chưa? Ừ, đúng chưa? Đúng tạp dề chưa? Đây. Vậy thôi nhỉ, làm ba cái thôi nhỉ. Cái này giống như cái phim gì nhỉ? Giống cái phim gì ta? Nè, cho ly này. Thử nữa không? Ly thử không? Cho ly thử làm cái hình tròn này. Thì bỏ đây. Yeah. Rồi, thành hình tròn này nè, ly nè. Lấy đi thôi, lấy đi. Lấy đi, lấy đi. Lấy đi, lấy. Cái này coi. Dạ. Xin chào cái ly này. Tí. Thấy không? Thấy chưa? Thấy hình tròn chưa? Nè. Bây giờ mình đi nướng bánh nhá. À, đi nướng nhá. Ừ. Đi đi, mang ra đi bỏ vào. Bỏ vô. Giỏi, đúng rồi. Bỏ đây nhá. Rồi, đóng lại đi. Đóng đây. Đấy, để bài chỉnh cái này nhá. Để mình lên nhiệt độ này, lên 150 nhá. Cái này nữa, cái này nữa. Cái này lên 15 phút nha. Được không? Yeah. Chào bánh chín ha. Thôi được rồi, chào bánh chín thôi nha. Nào, đi nào. Chờ nhé. Coi TV nhé đi nhé. Chờ để chín cho mình ăn nha. Yeah. Đây ngồi buồn đúng không? Nhè. Yeah. Vui nhá, Nhi Ly. Ừ? Nhạc trưởng Nhi Ly ha. Bếp trưởng Nhi Ly nhỉ. Nhà. Nhà. Bếp trưởng Nhi Ly. Thấy chưa? Để mình lấy cái thìa cho ly nhá. Chưa chưa được đâu. Bây giờ mình mang ra bên kia mình cắt ra nhé.
người in à? Con chào nè. À, giỏi lắm nè. Đấy, ngon nhờ. Ngon lý. Ừ. Là mình nhé. Anh mà lấy cho Ly sữa nha. Đó. Bỏ đây coi. Giỏi.